Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 200 triệu đồng token LTF Wargame. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành của nó là 1 triệu tỷ. Đã có 543 tài khoản holder và đã phát sinh 1113 lượt giao dịch nha. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop trên đấy. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract này ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chút Rolex của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví cho mình. Rồi ký hiệu là LFT VKV số tập phân 18. Các bạn nhấn tiếp theo, nhấn thêm token này. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net, truy cập vào bước 2 để nhân lý gọn đây để nhận token nha. Rồi nó yêu cầu kết nối với ví, các bạn nhấn tiếp theo kết nối với ví. Rồi sau khi đã kết nối với ví thì các bạn kéo xuống phần dưới này, chương trình airdrop nó sẽ kết thúc vào 45 ngày nữa. Rồi các bạn có điều kiện thì bỏ ra số vốn nhỏ là 0,03 BLB mua cái đồng này để chờ hội ít nhiều lần tài khoản nha. Rồi các bạn nhấp vào claim thì các bạn nhấp vào phần này giúp mình, yêu cầu airdrop ký ga là 0,000605 BLB nhé, nhấp xác nhận giúp mình. Rồi giao dịch đang được xử lý thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim airdrop.net nhé, để cập nhật những dự án miễn phí và thưởng token mới nhất ở bên mình cập nhật trên web hàng ngày. Rất nhiều dự án về mạng Binance Smart Chain được đưa lên trên giao diện chính của website đây nhé. Còn nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch sàn Binance, bạn có thể vào đây đăng ký và xác minh tài khoản để giao dịch nhé, mua bán coin để hưởng 10% phí giao dịch trọn đời nhé. Và nhiều tài khoản giao dịch trên sàn khác nổi tiếng như Hobbit, Remitolo, MXC, OKEXCOBY. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 200 triệu đồng đầu token là LFT Wargame. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.